Nếu quý vị được Medicare và Medicaid đại thọ thì hãy nói có với Community Health Choice. Chương trình Community Health Choice HMO D-SNP của chúng tôi giúp cho quý vị có được khoản phí bảo hiểm với giá zero Mỹ Kim, cùng với các khoản phụ thanh toán thuốc theo toa vẫn là zero Mỹ Kim và hàng nghìn sự lựa chọn khi tìm bác sĩ cho mình và nhà thuốc theo ý quý vị. Đừng chờ đợi, hãy gọi 832-281-8720 và nhận hơn 6.000 Mỹ Kim tiền trợ cấp hàng năm khi đi khám cho các dịch vụ sau: thính giác, thị lực, nha khoa, cung cấp và giao các bữa ăn, di chuyển và hơn thế nữa. Thẻ FlexCard mỗi 3 tháng cho quý vị đi chợ, trả tiền điện, nước hay các dịch vụ tiện ích khác và hỗ trợ tiền thuê nhà, dịch vụ giúp đỡ tại nhà và chăm sóc y tế tại gia. Khoản trợ cấp mua thuốc không cần toa mỗi 3 tháng là 220 Mỹ Kim. Nói có với chương trình bảo vệ sức khỏe để tiết kiệm và hưởng được nhiều quyền lợi hơn. Nói có với Community Health Choice. Hãy gọi cho chúng tôi 832-241-8720. Chúng tôi sẽ đến với quý vị.